Cận nhan sắc lung linh nóng bỏng về bạn gái 15 năm của Lâm Chấn Khang. Bạn gái của ca sĩ Lâm Chấn Khang sở hữu nhan sắc xinh xắn, gu ăn mặc xanh đều không thua kém hot girl nào. Mới đây, những hình ảnh của Lâm Chấn Khang và người yêu được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Được biết, bạn gái của Lâm Chấn Khang là con lai hàng Việt có nghệ danh là Kim Jun Si. Tên thật của cô là Trần Thị Thùy Dung, mang trong mình hai dòng máu Việt và Hàn. Đối với các cặp đôi đang yêu, họ thường gọi nhau là bạn trai bạn gái. Nhưng với Lâm Chấn Khang, anh xem Kim Jun Si là người bạn đời tri kỷ. Chúng tôi không chỉ dừng lại ở mức tìm hiểu và yêu đương. Suốt 15 năm qua, cả hai cùng chia sẻ ngọt bùi, niềm vui, nỗi buồn trải qua những thăng trầm và luôn cảm thông cho nhau. Cô hoạt động ca hát với nghệ danh Kim Jun Si và được khán giả yêu thích nhờ vẻ ngoài xinh xắn, chất giọng ngọt ngào. Trên trang cá nhân, Lâm Chấn Khang cũng thường xuyên đăng tải hình ảnh tình cảm kèm theo những dòng viết ngọt ngào dành cho bạn gái của mình. Sở hữu ngoại hình xinh xắn và ngọt ngào, Kim Jun Si là nữ diễn viên mang hai dòng máu Việt Hàn đang rất nổi tiếng và được cộng đồng mạng cũng như khán giả vô cùng yêu thích. Cô sở hữu gương mặt xinh đẹp, thân hình gợi cảm và có phong cách thời trang sexy. Vẻ ngoài quyến rũ của người yêu ca sĩ Lâm Chấn Khang. Có khuôn mặt hài hòa, nụ cười duyên với lai Việt Hàn, Kim Jun Si khiến mọi người phải bất ngờ với nhan sắc xinh đẹp này. Vẻ ngoài xinh đẹp nóng bỏng của bạn gái ca sĩ Lâm Chấn Khang, Kim Jun Si được bạn trai chiều chuộng và mua tặng những món đồ đắt tiền. Cô còn sở hữu vòng một khá nóng bỏng không thua kém bất cứ mỹ nhân Việt nào. Mối tình 15 năm của nam ca sĩ hội chợ khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Biểu cảm của Harry Won khi nghe Lại Văn Sâm nhắc đến tên Tiến Đạt. Nhà báo Lại Văn Sâm vô tình khơi gợi tên gọi bạn trai cũ. Ngay lập tức, Harry Won đã có những biểu cảm khiến những người ở trường quay vô cùng bất ngờ. Tuần này, quý ông đại chiến tập tư sẽ tiếp tục giới thiệu bộ sưu tập trai đẹp Việt Nam đến công chúng. Họ là những quý ông đến từ nhiều ngành nghề khác nhau như vận động viên, giảng viên đại học, chủ doanh nghiệp, diễn viên nhạc kịch và bác sĩ. Sau tập 3 liên tục khen trai, Harry Won đã quyết định im lặng, không dám lên tiếng trong tập này. Thế nhưng các nghệ sĩ không để yên cho Harry Won. Khi nhà báo Lại Văn Sâm gặng hỏi, Harry Won cho biết cô thấy hình ảnh Trấn Thành trong mọi chàng trai đẹp nhất của chương trình. Lâm Vĩ Dạ nhanh chóng tố giác. Cứ ai điệu đà và ăn mặc sặc sỡ nhất là anh Thành. Nhận định này nhận được sự đồng ý nhiệt tình từ nhà báo Lại Văn Sâm. Tôi công nhận Trấn Thành là người rất màu mè. Trước đây Trấn Thành từng nhiều lần bày tỏ thái độ khi nghe đến hai chữ Tiến Đạt trên sóng truyền hình. Thế nhưng tại chương trình, người khơi gợi lại quá khứ ấy lại chính là nhà báo Lại Văn Sâm. Từ đó Harry Won đã có những biểu cảm khiến ai cũng bất ngờ. Trấn Thành, Harry Won, Tiến Đạt là bộ ba những cái tên thường xuyên bị dân mạng đào bới, khơi lại chuyện tình 9 năm. Theo đó, cuộc tình 9 năm của Harry Won và Tiến Đạt mãi vẫn chưa có hồi kết khi nhiều lần bị lấy ra làm tâm điểm trêu ghẹo trong các chương trình. Khi bị nhắc đến tình cũ ngay trên sóng truyền hình, Harry Won có chút bị đơ. Biểu cảm khó đỡ đáng yêu kèm chút bối rối của Harry Won khiến cư dân mạng tỏ ra vô cùng thích thú. Lời khuyên của các phượng dành cho những người chồng vô tâm khiến chị em chia sẻ rần rần. Với những kinh nghiệm của bản thân, diễn viên các phượng vừa dành nhiều lời khuyên hữu ích đến các ông chồng để họ không biến hôn nhân của mình thành địa ngục từ sự vô tâm và vô tư. Cách đây ít giờ trên trang cá nhân, các phượng bất ngờ chia sẻ về những sai lầm của đàn ông khiến hôn nhân ngày càng tẻ nhạt. Bà xã Kiều Minh Tuấn đưa ra lời khuyên cho các ông chồng đừng mãi dán mắt vào điện thoại, lướt Facebook và xem các clip không trong sáng trên mạng xã hội mà không quan tâm đến vợ. Các phượng tâm sự, các anh đang làm chồng ơi, các anh sai quá sai rồi nghen. Một ngày làm việc rã rời, chị em phụ nữ đông đã về nhà, chưa kịp thay quần áo phải lao đầu vào bếp, rồi lo cho con, rồi lau chùi nhà cửa. Nên khi được đặt lưng xuống giường, họ thèm lắm một cánh tay luồn dưới cổ của mình, để cái đầu được gác lên cánh tay và bờ vai của chồng. Sau đó là một nụ hôn nhẹ trên môi và nói khẽ, chúc em ngủ ngon. Và sáng khi ngủ dậy, có thể không còn ôm nhau và cái đầu không còn gác trên cánh tay ấy. Mỗi người một dáng ngủ với cái thần thái ngủ khác nhau. Nhưng khi mở mắt ra, cả hai đều quay qua mắt chạm mắt và một nụ cười dành cho nhau. Đồng thời một nụ hôn nhẹ trao nhau, lại tiếp tục lăn vào nhau để cái đầu của vợ lại được gác lên cánh tay, ngay bờ vai ấy rồi chúc nhau buổi sáng vui vẻ.
và khi hai người đi làm thì lại tặng nhau một nụ hôn và chúc nhau một ngày làm việc tốt đẹp. Làm ơn, sáng sớm hãy dành cho nhau 5-7 phút hỏi han chia sẻ công việc hôm qua và hôm nay của nhau như thế nào, rồi sau đó hãy cầm cái điện thoại. Bà xã Kiều Minh Tuấn khuyên nam giới hãy bớt ham mê mạng xã hội và dành nhiều thời gian hơn để quan tâm, chăm sóc người bạn đời của mình. Các anh hãy tập đi nhé, hãy nuôi lại cảm xúc và đốt lại ngọn lửa tình cho vợ, cũng là cho chính bản thân mình. Đừng bao giờ nghĩ đã là vợ chồng rồi, đã có con rồi, nên những cái trò đó dị lắm, trẻ trâu lắm. Các anh ơi, nếu còn có suy nghĩ cổ suy ấy thì hãy bỏ ngó ngay và liền nhé. Đừng biến gia đình mình ngày càng trở thành địa ngục từ chính các anh. Đừng biến cuộc sống vợ chồng mình ngày càng trở nên khô hạn. Đừng ham mê cái điện thoại hơn vợ. Đừng say cuồng Facebook và nghiện xem các clip trên mạng, nhiều nhất là cái clip ở chuồng án ngang. Lâu ngày chính các anh biến các anh thành người tự kỷ, và nặng hơn, các anh sẽ là người biến thái tư tưởng. Làm ơn đi. Trong mắt các anh, vợ các anh là cám và lê. Nhưng trong mắt những người đàn ông khác thì vợ các anh là tấm và bơm đáy. Làm ơn sửa ngay những cái sai đó đi. Những lời nói thẳng thắn và thật tâm của các Phượng có lẽ đã chạm đến tâm tư và nỗi niềm của nhiều chị em. Bên dưới bài viết, không ít dân mạng để lại bình luận đồng tình với quan điểm của bà xã Kiều Minh Tuấn. Ngoài cư dân mạng thì một số sao Việt cũng đồng tình với quan điểm của các Phượng. Sự nghiệp Nhã Phương thăng hoa, nhìn Trường Giang ăn mì gói tâm sự buồn đến nhói lòng, ai nghe cũng tội. Xoắn hào quang, cuộc sống của người nghệ sĩ được khán giả ưu ái gọi tên mười khó, có đầy những khoảng trống và sự cô đơn. Tập đầu tiên của show thực tế Manbird khi đàn ông mang bầu đã cho khán giả truyền hình nhiều tiếng cười và khai mở hành trình dài trải nghiệm cảm giác có thai của 6 ngôi sao. Tuy vậy, chương trình vẫn có độ lắng động khi khai thác chuyện chưa kể của Trấn Thành, Harry Won và đặc biệt là Trường Giang. Nào ai biết, cuộc sống xoắn hào quang của người nghệ sĩ được khán giả ưu ái gọi tên mười khó cô đơn đến nhường nào. Chắc hẳn, không chỉ có các fan cứng của Giang ca, mà những khán giả quan tâm đến cái tên Trường Giang đều lặng đi khi nhìn thấy hình ảnh mười khó rời khỏi sân khấu trong ánh sáng nhẹ nhạt và lầm lũi về nhà. Vẫn là Trường Giang với đôi dép tổ ong thương hiệu, nhưng đây là lần đầu tiên người nghệ sĩ này cất tiếng. Người ta cố gắng tất cả mọi thứ trong cuộc sống, cũng chỉ đi mưu cầu hai chữ hạnh phúc, vậy hạnh phúc của tôi là gì? Hình ảnh Trường Giang vội vàng tẩy trang ăn mì gói, rồi cô đơn đánh đàn, biết đâu chỉ là một trong rất nhiều đêm anh một mình với cô đơn vì những áp lực, điều tiếng sau ánh hào quang. Trong câu chuyện của Giang, mọi người đều nghe từ một phía và bản thân anh chưa bao giờ muốn lên tiếng. Giang muốn khán giả nhìn vào công việc, các dự án của mình chứ không muốn khán giả bận tâm, Trường Giang chia sẻ. Khi đàn ông mang bầu 2018 sẽ phần nào đó cho mười khó những niềm vui với trải nghiệm chuẩn bị cho một đứa trẻ ra đời. Cuộc sống bận rộn mang đến cho các ngôi sao nhiều điều đáng ao ước, nhưng đến cuối cùng ai cũng cần có một nơi để trở về, các bình yên với hạnh phúc của riêng mình. Trường Giang chia sẻ, nghĩ đến chuyện hai vợ chồng may đồ giống nhau để đi chơi hay do con gái mặc đồ diễn của mình rồi vẽ râu chụp hình thì Giang rất thích. Chắc chưa đến lúc nên ông trời chưa cho mình có được điều đó. Giang hay nghĩ đến cảnh hai cha con nắm tay dạo phố sẽ đẹp như thế nào, còn mẹ là người đứng chụp hình quay phim, mặc đồ vẽ râu diễn kịch ra sao, đó là niềm ao ước không biết bao giờ mình có được. Cũng vì ước mơ về một mái ấm nhỏ vang tiếng trẻ thơ mà Trường Giang nhận lời tham gia show thực tế khi đàn ông mang bầu. Anh cùng Hoa hậu Hương Giang tạo nên gia đình phép thuật. Đội chơi vui nhộn, nhanh nhạy, hứa mang đến cho khán giả nhiều tiếng cười và những khoảnh khắc siêu bá đạo. Harry Won chưa thể có con vì căn bệnh ung thư quái ác, Trấn Thành ngẹn giọng cầu xin ông trời. Trong clip ngắn, bà xã của Trấn Thành tiết lộ nguyên nhân khiến người xem không khỏi xót xa. Trấn Thành Harry Won được khán giả cả nước mến mộ, ngoài tình yêu đầy ngọt ngào lãng mạn, mà họ còn là cặp đôi hài hước, thường xuyên đăng tải những đoạn clip bóc phốt nhau trên trang cá nhân. Hơn nữa, việc kết hôn với danh hài Trấn Thành khiến nhiều người ngưỡng mộ và mong chờ một đứa con của họ chào đời. Tham gia chương trình Manbird khi đàn ông mang bầu với nhiều trải nghiệm thú vị, Harry Won đã tiết lộ trên sóng truyền hình một bí mật liên quan đến chuyện con cái của hai vợ chồng mà trước đến nay chưa bao giờ chia sẻ. Cụ thể, trong một clip ngắn, Trấn Thành chia sẻ về việc vợ chồng có con.
Thực sự, đây là chương trình mang ý nghĩa trong đời chúng tôi. Khó có chương trình nào ý nghĩa hơn. Nó cho tôi niềm tin là phải có một đứa con, mà đến giờ này hai đứa vẫn còn rất ham chơi. Ngay cả bà xã tôi cũng chưa thực sự sẵn sàng. Về phía Harry Won, cô tiết lộ lý do khiến người nghe vô cùng bất ngờ. Sức khỏe của mình đã từng bị ung thư cổ tử cung, chưa khám lại vì năm nay là năm cột mốc để xem ung thư có tái phát không. Nếu mình có chuyện gì không hay xảy ra thì tội nghiệp nhất là đứa con. Đây là thông tin khiến khán giả bàng hoàng, bởi từ trước đến nay, người ta vẫn thấy một Harry năng động và xuất hiện khắp trên truyền hình với vai trò một MC các chương trình game show và một nữ ca sĩ xinh đẹp. Đồng cảm với bà xã Trấn Thành bày tỏ, con mình đẻ ra thì bản thân nó phải nhận được điều tốt đẹp nhất. Tôi quan điểm như vậy, tôi không đủ kinh tế, không đủ trí tuệ, không đủ trách nhiệm thì tôi thà không sinh nó ra. Hy vọng ông trời thương sẽ cho hai vợ chồng có con vào dịp thích hợp, lúc hai vợ chồng đã sẵn sàng đầy đủ điều kiện kinh tế, cũng như sự hy sinh để cho một đứa nhỏ ra đời. Chúng tôi chào đón nó bằng những điều hạnh phúc nhất và sự chu đáo nhất để cho nó có một cuộc sống tốt đẹp. Vợ chồng Trấn Thành mong muốn chào đón đứa con ra đời trong sự đầy đủ cả vật chất lẫn tinh thần. Với những mong mỏi đầy yêu thương của vợ chồng Shinri, mong rằng họ sẽ có được những trải nghiệm đầy quý giá, cũng như có được sự hướng dẫn của các chuyên gia xuất hiện trong chương trình và sẵn sàng tinh thần chào đón đứa con của mình.